Em chào anh. Hello, chào Bình Dương, chào mọi người. Tiếng nghe được không Bình Dương? Nghe được anh, nghe nghe rất rõ. Ok. Giờ cho tụi bài chữ tao trước á. Chấp. Đúng. Thì thấy mày lên thì tao cũng lên, tao nói một vài Chưa điều anh. ở một vài điều ở ở nước Mỹ này, thì nãy giờ thì cũng nghe nói hết rồi. Nhưng có điều này là ta muốn nói là rồi được rồi, sao kể đi. Cho mày nghe một cái đoạn này nữa, có nghĩa là trong một cái diễn biến về cái những người mà coi như là chiếm cái tòa nhà Quốc hội, trong đó có lá cờ của người Việt của bên nước Mỹ, cộng đồng Cali, thế thôi, nói rõ ràng. Nhắc lại ngày hôm qua đi, mọi người cứ hay comment tao nói về, nói cho nó rõ ra cờ Việt Nam, tao nói cái cách mày phải hiểu, tao ở Mỹ thì phải ngầm hiểu vậy, bắt tao nói tao nhiều khi tao quên tới quên lui hoài mày. Tụi nó mà thiệt, tụi này nó cứ bắt lỗi tao phải nói cho nó rõ thì tao nói rồi mà. Thì nó có cái vấn đề này, tất nhiên là sau khi mà không phải là tự nhiên mà để mà cấm cái Twitter với lại những cái Facebook và những cái Instagram mà những cái lời phát ngôn của Tổng thống Mỹ nói, thì bởi khi nó phát giác ra ở trong những cái Twitter đó, những cái fanpage, những cái mà nó lập nhóm lập hội trong những cái đó đó, thì các công ty đó mới hiểu ra được một điều. Tôi cho tụi bay coi nghe nha, đây là một cái con nhỏ này, con nhỏ gì quên mẹ tên rồi, nhưng mà nó là một cái đài phản động, nhưng mà tao chỉ lấy ra những cái ý. Tại vì thường thường á, nếu mà mình nói về báo Nhân dân này kia thì nó sẽ nói mình đúng đó, là má mày nghe báo đỏ thì nó đủ trò để nói không. Tao cho mà nghe đài phản động luôn, nghe rõ nói nha, nghe không rõ nói Dạ nha. rồi, ok anh. Để bịt miệng ông lại. Nhưng mà chúng ta sẽ Nghe rõ không không? có chịu khuất phục. Nghe rõ, anh nghe rất rõ. Nhưng mà cái điều đáng quan ngại thưa quý vị, cũng như mà Hương Giang nói là cái cuộc bạo động FBI bây giờ đó, điều tra xem thử liệu cái mục tiêu có phải là chỉ để ngăn chặn cái thủ tục chứng nhận bầu cử hay không, hay là họ còn mục tiêu nào lớn hơn. Thì bây giờ Twitter đưa ra một cái lời cảnh báo hết sức là quan ngại. Trong cái thông cáo báo chí ngày hôm nay thì họ cho biết là họ đưa ra lời cảnh báo là có thể là có một cái cuộc tấn công lần nữa, lần thứ hai vào ngày 17 tháng 1. Thưa quý vị, tại vì bây giờ Twitter họ đang thẩm tra lại thì họ thấy là trên cái blog. Đó, nghe rõ chưa? Có nghĩa là họ đã khám phá ra trong những cái Twitter, trong nó có những cái mà ta giải mã ra được, thì nó dự trù nó sẽ tấn công vào một lần nữa vào ngày 17 tây tháng 1. Nó mới có cái điều, nó mới có chuyện nói chứ. Và khi nhưng mà kỳ này thì tao yên tâm là bởi vì họ đã biết trước được rồi, họ đã biết rồi, cho nên vì đó Dạ, cũng không 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 có không sự không chuẩn có bị gì, đâu. không tòa sự có chuẩn bị tới rồi. Nhưng cái điều tôi muốn nói ở đây á là một cái người tổng thống mà nước Mỹ mà từ hồi xưa tới bây giờ chỉ có một ông này quái gở và hình như là bị bệnh hoạn, và tất cả những cái người, những cái lời, những cái đài tiếng Việt của nước Mỹ ở hiện giờ, hồi xưa thời còn đương quyền thì ai cũng nói là ngài, hoặc là tổng thống Trump, hoặc là ngài Trump. Bây giờ họ dùng cái chữ thằng lũ mà thấy rõ ràng nó thảm hại đến một cái mức độ gọi như là ta chỉ buồn một cái điều này. Thường đương đương là một cái người tổng thống đương nhiệm mà vẫn còn người ta cũng không có ra gì. Cái thứ hai nữa, chưa xuất bữa nay thì phải là chưa chưa xuống ghế, vẫn còn tới 20 tây tháng 1 mới hết. Nhưng mà bữa nay lúc người ta dùng những cái câu từ mà đó là người Việt mình nha, nó là kêu bằng thằng, ta thấy nó thảm hại mà nó nhục nhã làm sao, rất là thảm hại và nhục nhã. Điểm thứ nhất, điểm thứ hai nữa là hôm nay mới phát giác là thêm một người cảnh sát nữa chết, tất nhiên là tổng cộng là 6 người, và người thứ sáu này là người ta tự sát chứ không phải nằm ở trong đó, mới tự sát hôm qua hôm kia. Là đây cái lý do ở chỗ là bởi vì họ ông ấy bị bất lực, tức nghĩa là cái người biểu tình quá đông
mà ông ấy thì lại chỉ có le que cái máy mạng thôi, và người ta đổ xô thì nó có nhiều hai cái hướng. Một hướng là ông ấy không làm tròn trách nhiệm giao phó viện để trách nhiệm không, đó là thứ nhất. Cái thứ hai là ông bị áp lực của cái cộng đồng mạng, của xã hội, của nước Mỹ nó quá lớn, người ta liệt kê ổng và người ta nghi ngờ ổng là trong có đám đại khái ghi luôn, tại vì mày mở cửa nó vô đi nhưng mày phải có ý đồ, thì ổng vì chỗ đó ổng bị sốc stress, ổng tự sát ổng chết, là coi như là sáu mạng ấy. Trong sáu mạng đó thì trong cái cuộc mà coi như tấn công vào tòa nhà đó, thì tao nhắc đi nhắc lại hoài cái điều đó, tao cho mày hiểu rằng cái tòa nhà đó là một cái tòa nhà bình thường, là coi như là bất khả xâm phạm, không cần gì phải nói cái chuyện mà lính lấy, anh không có phận sự là anh không được quyền vô rồi, anh không được quyền đưa lãng giảng nói cho, anh không được quyền vô nữa, huống chi anh kéo cả bầy cả lũ rồi anh treo cờ anh tới anh tấn công người ta, anh lấy bình xịt chữa lửa để mà anh đập đầu người ta, đập đầu cảnh sát, cảnh sát nằm giấy đạch đạch chết để đó là một sự quá sức, quá sức. Mà mới hiểu là cái tầm quan trọng của cái tòa nhà đó, tao cũng đã nói với mày rồi, có nghĩa là vậy, cái tòa nhà đó bất cứ cứ bừa lực thượng viện hạ viện đều họp điều đó, và tất cả mà trước khi mà tổng thống ký để thành đạo luật là thông qua cũng đều nằm đó, thượng viện hạ viện tối cao viện, cái tất cả những cái gì ở nước Mỹ nó là một cái bộ mặt của nước Mỹ, nó là một cái gì đó mà nước Mỹ rồi coi như tối thượng đó, hiểu không? Thành ra cái đó nó không phải đơn giản giống kiểu như mình nghĩ. Cái này thứ hai, cái điều tôi muốn nói là cái sự cuồng, các anh các bác các bạn các bè của tao thời Việt Nam Cộng Hòa đó, giác cái cờ Việt Nam Cộng Hòa đó, chế độ cũ đó, xông vào đó, hiểu rõ chưa? Cũng đó cũng vào một cái sự cuồng, bởi vì tao mới nói rồi, khi cực đoan mà cuồng thì đầu óc lại không không kém suy nghĩ, mình cho nó mình nói cho nó nhẹ nhàng thôi, chứ còn thường thường tao hay nói bậy bạ lắm, nhưng mà kỳ này tao nói nhẹ nhàng, kém suy nghĩ và hình như là bị đông đặc rồi. Mình thấy cái hậu, mình thấy cái hậu quả chưa? Cái hậu quả là cuồng, cuồng chung, mà tao không hiểu cuồng cái gì, bởi vì cái ông này ông quá bất tài. Tao không phải bữa nay tao mới nói, cái lúc mà ông đây đương chức tao đã nói rồi, bởi vì trong tao nói là trong 4 năm ông làm việc á, tao không thấy ông làm được một cái gì cả, mà ông chỉ làm cho một cái nước Mỹ bấn loạn lên, xã hội xào xáo lên, đủ trò hết, có nghĩa là kỳ thị chủng tộc nè, rồi nói chung là thất nghiệp tràn lan nè, rồi dịch bệnh đầy dẫy nha, ông không có lo bất cứ cái gì, im re không có lo một cái gì, mà ông chỉ lo riêng cái chứ không, ông đi lo những cái chuyện tào lao không. Mày đi nghiệm lại mày coi thử coi, ông không làm được một cái gì, kể cả cái xây cái bức tường mà ông hồ hởi phấn khởi hồi mới chưa có lên, để mà chưa có lên tổng thống, ông nó đủ rồi, nó xây con mẹ được gì đâu, tiền cũng không có luôn, nói chung là không làm được một cái gì từ A tới Z. Thì thử hỏi còn cái gì, phải chi ổng là một cái gì đó mà siêu việt cái này kia nữa, không được. Đánh tàu đâu tao không thấy đụ má mấy người dân Mỹ chết mẹ luôn, đụ má è đầu è cổ trả là trả thuế thôi. Người ta đã thí dụ cho mày rồi đó, có nghĩa là khi mà đánh vô thằng tàu nó xuất khẩu qua thằng Mỹ thì đương nhiên cái tiền thuế đó đụ là người dân Mỹ phải chịu nếu muốn dùng đồ tàu. Tao cũng từng nói là tao thí dụ bề ngoài đó, có nghĩa là trong một cái chén trị giá hồi xưa chưa đánh thuế nó bán cho bạn đồng, ví dụ vậy. Nhưng mà khi mà áp thuế lên tàu thì tàu đâu còn cái giá trị của cái chén đâu còn đồng nữa, thì người dân Mỹ phải chịu, bởi áp thuế vô Mỹ áp thuế mà, thì người dân Mỹ nó sẽ mua 5 đồng đủ hàng tàu sức mấy mà nó ngu nó chịu đủ mà rồi ok. Mà nó có một cái hộp bất hợp lý chỗ này, ngày xưa chưa đánh thuế thì cái kim ngạch xuất khẩu từ thằng Trung Quốc qua thằng Mỹ á, có 27% một năm, khi áp thuế xong rồi đủ tự nhiên cái kim ngạch xuất khẩu tăng lên tới 47 48 47 48%, hầu như là chiếm đa số 2/3 về kim ngạch xuất khẩu của thế giới vào thằng Mỹ, sau đó tới Việt Nam mình. Mày nghĩ mày coi chống cái kiểu gì kỳ vậy, có nghĩa là hình như ông Trung làm ngược hết trơn, làm ngược luôn nè. Rồi mới có những cái vấn đề mình phải nói là hầu như trên toàn thế giới, Liên minh châu Âu, biến đổi khí hậu, các cái đủ trò mà dính líu về vấn đề coi như là liên hiệp châu Âu, NATO, bất cứ cái gì líu ngoài thế giới là ông bóc ra hết rồi, kể cả nhân quyền con mẹ gì ông không chơi hết, rồi hiệp ước Dakar gì ông, nói chung là tất tần tật là ông rủ 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 có phạch rồi xong hết luôn. Đủ xong hết rồi, nói như vậy cho mày hiểu rằng ông tự hại nước Mỹ, có nghĩa là ở làm một cái nước Mỹ trở nên cô độc,
và không có đồng minh. Rõ ràng bây giờ không có ai chơi mẹ đâu. Và cái hậu quả đó khi ông xuống chức, cái người kế nhiệm ông lãnh đủ. Mình nói nôm na là ông xả một đống rác bự tổ mẹ mà cái ông sao Cái phải đi người dọn. sao phải dọn? Đó, tôi nói cho mày nghe. Ôi trời ơi, tao nhắc tới ổng là tao chán rồi. Mà cái này tao đã tiên đoán từ lâu rồi. Tao nói từ lâu không có một cái ông nào mà nó tệ như cái ông này. Nhân thân thì bê bối, gia đình trị áp. Nói chung là ổng nói một cách đúng ra là ổng rất là, mình nói thì tôi đã giận, mà không nói thì cũng tức tức bụng. Có nghĩa là ổng làm chính trị không có được. Ổng là con buôn mà, làm chính trị con mẹ gì. Khổ vậy. Cho nên vì đó ổng áp dụng cái đế chế của ổng vào của nước Mỹ. Để tao cũng từng nói ổng từ xưa ổng chỉ có ra thiếu gia, từ hồi còn trẻ chưa lấy vợ là thiếu gia, xong có vợ có con là cái chỉ thôi, chỉ mày phải làm thôi chứ không ai được quyền cãi. Thì ổng y chang vậy. Ồ, với ổng vô trong quốc hội hoặc là ổng vô trong nhà nước Mỹ, ông qua ổng để nguyên cái chảng bàn chàng rượu mới là gia đình trị của ổng vô luôn. Thành ra ổng kêu là phải nghe, không kêu đụng, ổng không hiểu là cái này là quan trọng sao, cái kia quan trọng, ổng không biết, ổng không cần biết, ổng nói theo cảm tính. Cái là ổng muốn nói, thậm chí con Covid này người ta đã nói, thằng Tập Cận Bình, cha Tập Cận Bình đã nói điện thoại đại điện đàm với ổng, đã nói là cái này con này rất là nguy hiểm, báo cho ổng biết rồi. Ổng không có tin luôn rồi, ổng hạ xuống luôn. Ôi cái này mình nghĩ địa gì đủ, mấy cái này là bệnh cấm mùa bình thường thôi, mấy cái này là đám dân chủ nó hù. Thì những người kia cuồng ổng thì mới nghe theo. Thế thôi là bình dịch bây giờ Việt Nam ở Mỹ này là coi như nhất thế giới, ổng nhất nhất thế giới luôn. Đó. Nói cái ông này nói không biết bao nhiêu mà cho nó đủ, không có một cái vị tổng thống nào mà cái sự mà coi như là những cái tự do mà báo chí á, nó liệt kê ổng vào là vua nói láo. 4 năm cầm quyền ổng gần gần 30.000 lần, có ai kinh khủng không? 30.000 lần nói láo nói xạo ghê gớm, kinh khủng. Mà cái này nó có thiệt luôn, rõ ràng nó đem ra mà bao nhiêu đó, thằng Đỗ Dũng á, Twitter cái gì ra là nó ghi chụp lại đưa đàng hoàng, xong nói rằng nói láo đến mức độ mà cái mấy cái công ty Twitter, Facebook nó chặn lại luôn, là bởi vì cái đó vừa nói láo mà vừa kích động bạo lực. Dạ đúng rồi. Vì cái chỗ đó ra nó sợ vấn đề sao xảy ra, nó là một cái công, mày hiểu không, nó là một trường đại công ty, vì cái chỗ đó nó cần kiều hối hoặc nó cần tiền nhiều hơn nó cần chính trị. Mà ông này ông làm xào xáo thì bây giờ nếu mà nước Mỹ xào xáo lên thì cái công ty nó cũng te tua, vì cái chỗ đó ông có nhiều cái tức cười lắm kìa. Thí dụ, đặt trường hợp thí dụ một cái nhà sản xuất xe hoặc là một cái công ty ở nước Mỹ này qua bên Trung Quốc làm ăn, đâu đơn giản đâu, đi tiếp thị thằng qua dân Trung Quốc đông mà tỷ mấy rồi, qua bên đó đâu có đơn giản gì mà vô có bán liền đâu. Anh phải xây dựng nhà máy, anh phải bỏ tiền, anh phải dựng xây dựng nhà máy, anh phải đầu tư, anh làm đủ trò trong vòng cái chục năm thì bắt đầu anh mới có khách, rồi anh bắt đầu anh mới sản xuất tại chỗ, anh bán cho để chi giá thành nó hạ xuống để cho người Trung Quốc nó mua. Ổng lên ông ký cái rẹt, ê đồ mày rút về mày, đụng má thằng Kim mới bỏ đụng cả chục tỷ đụng má xây cái xưởng chưa kịp gì hết, đụng má giờ ổng kêu rút về bỏ cái xưởng đó, đụng má tiền nó ai chịu. 3-4 ngàn, hình như là 2 ngàn mấy 3 ngàn vậy, có các công ty nhỏ lẻ lớn luôn, đụng má nó nộp đơn thưa Bộ Thương mại của Mỹ cũng do cái lệnh của ông Trump. Có nghĩa là ông này ông không biết cái gì cả mày, hầu như ông nghĩ là chắc là để giống y chang như là đồ trong nhà của ông rửa chén rửa bát vậy, đồ về buồn cười giống như mày nè. Bây giờ mày kinh doanh ở một cái quận nào đó đi, mày bỏ tiền rồi mày mướn mặt bằng rồi mày làm đủ rồi trơn, mày trang hoàng các cái rồi chưa được, chưa lấy vốn, chưa mới làm được có 1 tháng một chưa có mẹ trơn, cái rồi người khác nó đuổi nhà mày chịu không, ai mà làm chịu sao cái điều chịu đó, làm sao chịu được. dạ Thì thằng mấy thằng kia cũng dạ chịu, 2-3 ngàn công ty rượu nó rộp đơn thưa ổng. Nói chung ông này là hầu như là thưa thưa kiện thưa kiện, và ông này dính líu tới một cái số mà kêu bằng kỷ lục về vấn đề đơn thưa. Đó là lương thưa rồi đấy, còn nhân thân nữa, dân thân nữa. Mày tao nói mày nghe rất là buồn, mày cho tao nghe nói thì nói thôi cho tao cũng rất là buồn. Một vị tổng thống mới thì lên thì kêu bằng ngài mà tới bây giờ kêu bằng thằng. Mày thấy, đó là cơ quan truyền thông á, chứ không phải người thường. Tao cảm thấy nó thảm gì đâu. À, không phải mình lợi dụng cái điều này mình nói, nhưng mà cái điều hình đi mà thấy rằng khi con người ta mà đi chà thứ rồi xong khi bà coi như thất trận, ông bảo ông này thất trận có mẹ gì đâu buồn. Rồi và tới bây giờ ông thất trận không ai buồn hết trơn trọi, nhưng mà có cái điều tôi muốn ám chỉ như người cuồng ông á, có nghĩa là biết là như vậy
hình như cái đầu họ không biết suy nghĩ là sao mà. Một con người như vậy mà cuồng. Ông mày biết không, tao 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 thấy cái con nhỏ mà hồi tao không thích đem lên, nhưng mà thực tế có một con nhỏ tên gì, con gì mà hồi xưa ơi, con gì Trúc Trúc các mày, quên mẹ tên này. Lê Hoàng Trúc, Lê Hoàng Trúc. Lê Hoàng Trúc. Lê Hoàng Trúc Dạ. nó chửi ông cười lắm, nó chửi ông mà nó nói sạch sành sanh luôn. Có chứng từ tài liệu các cái là ngoài sao nó không có ra một cái gì cả. Mà nó nói từ lâu rồi chứ không phải mới đây đâu. Đó. Dạ. Thành ra tao nói thiệt ông này là coi như hết thuốc chữa. Và tới bây giờ cũng vậy nữa. Ông thề mà con người nó hiện thân lên đủ mọi tật xấu, ích kỷ nè, tiểu nhân nè, nhỏ nhen nè, trả thù vặt nè. Mày thấy rõ ràng ai mà làm phật ông bọn hoặc là chống ông là muốn trả thù vặt, trả thù vặt có nghĩa là đủ, ông hại cho tới chết luôn, ông đi cho tới chết luôn. Nó thậm chí là cố vấn này cái luật sư riêng rồi các cái là ông chơi hết, thậm chí bật một cái chức vụ mà hôm trước tao nghe hết hồn, nghe ông bãi chức, nghe ông đuổi tao hết hồn luôn. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đủ mấy cái người đâu có đơn giản thay thế đâu, đủ mà không ông đuổi tẳng luôn. Ôi đồ việc mà kêu ta thấy ổng mà tao muốn nóng đầu luôn á đồ. Đó nó có giữa cái mà mình tao là một người dân bình thường, tất cả mọi người dân ở nước Mỹ này, người dân Việt Nam cũng vậy, một người dân rất là bình thường, nhưng mình phải có cái đầu óc nhận xét ông ấy giỏi cái gì, ông được hơn người ta cái gì. Hầu như tất cần tật 90% toàn là láo xạo không đó, thậm chí ông thiếu nợ chích mẹ ra. Có người ta tao nói mày nghe một cái đơn giản thôi, tất cả các vị tổng thống đời khác á, khi người ta lên để nhậm chức á, khi người ta hỏi về vấn đề có gì sự khoai thế là gì, người ta đưa hết á, lý do tại người ta chứng tỏ ta là minh bạch, mày hiểu tao không? Còn ông này tới cái lúc mà bây giờ xuống rồi đủ cái tờ khô, cái tờ khai thuế của ông đủ, ông cũng giấu luôn, bởi vì ông đang thiếu nợ mấy mấy tỷ, mấy chục tỷ gì đó đủ má khổ. Ông này không có cái gì ra cái gì cả, kể cả chuyện gia đình, chuyện vợ con cũng vậy nữa. Cái bà có một cái bà con nhỏ lên mà trước có đưa vui lắm kìa, nó nói cái bà quản gia bà hỏi ổng sao đau quá tao không thấy mày về ghế nhà, mày mày không có ăn ngủ với vợ mẹ. Nó nói hơi con nó đẻ rồi lỗ bự lắm tao không có chơi. Đồ má tao tốt nhiều kỳ đồ quá, tao nghe tao tức cười, tao nghe tao tức cười quá bà. Ê có cuốn phim luôn nhưng mày nó quay video lấy cái con quay đều trước cái đồ nó tìm nó được hay lắm mày, cái bà quản gia đồ cười thấy mẹ luôn. Tao nó bối, nó bê bối, nó nhân thân cái danh dự người đàn ông. Ôi trời ơi, đã vậy thôi trước khi làm ứng cử viên tổng thống đừng đi chơi bời nữa chứ, đi chơi bời nhầm mấy con nhỏ, mà đi chơi bời nhầm mấy con nhỏ hình như có đó tụi bay tai tiếng tụi cũng nghe rồi, con nhỏ đóng chi bồ đóng phim xét đó rồi thiếu nợ con tay mới là ghê đủ. Rồi xong khi lên nước đắc cử tổng thống con nhỏ đi thưa thì đủ mấy về suối suối thằng này rồi luật sư em mà đi trả giùm tao, trả con nhỏ 130 ngàn, nhưng mà nó chưa chịu thì bởi vì 130 ngàn nó chỉ là cái án phí thôi, trên tòa án thôi, nộp đơn tòa án đòi nó mới đưa. Nói chung là không có cái gì gọi là ông này hẳn là không có được cái mẹ gì trên tòa, chẳng có làm trò đóng gì được cả đó. Thì đó rồi bây giờ mình mới nói lại cái chuyện này, những cái người mà cuồng trung á bây giờ mới sáng con mắt. Khi cuồng thì mày yêu cái chuyện đó không ai mà không ai trách cả, mày cuồng tao cuồng hay bất cứ ai cũng không có, nhưng hình như lúc đó họ cái lý trí họ họ không còn suy luận nữa. Mà bây giờ nó mày thấy cái thảm cảnh là bây giờ rõ ràng cái con nói này cũng nói là tất cả FBI đều cái thằng gì đó thằng Nguyễn Xuân Nam đưa nói là bắt cả 100 người Việt Nam rồi, người nào mà đi biểu tình đó là nhận dạng là nó bắt ráng hết. Và hình như là luôn có thằng tao nghe nói cái thằng gì ta, cái thằng gì mà Nam cũng Quang. hay Nam Quang cũng dính luôn, có nghĩa là thấy mặt ở trên video mà đi biểu tình đó là nó bộc hết từ lớn tới nhỏ luôn đó. Cái đó là cái gì, đó là cái hậu quả của cái sự cuồng chứ gì nữa. Mày thương thì mày để ông tim đi, mày có thể là mày nói hoặc là mày kể, mày phê bình hay là mày nhận xét hay là mày gì đó, là ai nói gì đâu, không cuồng đến mức độ mày nghĩ mày coi từ tiểu bang này mà tới Washington DC phải đi di chuyển máy bay chứ đâu phải đi xe, bỏ tiền túi ra đi máy bay rồi thấy cuồng, cuồng quá đáng, thuộc là kim cuồng quá đáng rồi. Mình thấy rõ ràng không, không có gì phải nói nữa. Và bây giờ FBI đang truy lùng gắt gao, và cái này bởi chết người mà nó thuộc về cái dạng coi như vừa bạo động nè, vừa có tính cách phản quốc nè, vừa tính cách lật đổ chính quyền nè, rồi có tính hình sự là bởi vì có người chết rồi, có tai nạn chết, có cảnh sát chết rồi, thành ra rất là lớn. Nói về cái, rồi đó là lớn lớn là đúng rồi. Thứ hai nữa là bộ mặt của quốc gia, thứ cái chuyện này là không bao giờ nó tha thứ được,
nó sẽ lượm hết phơi bài cho cả thế giới xem. Đó ràng bạn làm sao bạn được, thành ra bây giờ nó phải rửa mặt. Là một cường quốc nữa. Đúng rồi. Thành ra bây giờ tao nói cho mày nghe, mai mốt á thằng nào mà Linh nó dạy vấn đề dân chủ Việt Nam thôi, ê miễn đi nghe, miễn đi, mày coi lại đi, miễn đi. Đó ok. Đó, khổ vậy mình rất ư là thất ư, rất ư là không biết nói làm sao, nhưng mà có cái điều ta thấy quá tệ. Mà bây giờ hình như là người Mỹ hoặc là cái gương mặt của cái nước Mỹ hình như phải đối với các cường đất, đối với các nước thế giới Nam châu phải cúi mặt thôi, đi lầm lũi thôi, đâu có ngước mặt được nữa. Bởi tôi nói mày rồi, cái lớp sơn khi tróc ra tất cả những cái gì biến động của nước Mỹ trong thời điểm này nó lòi ra hết, từ tổng thống tới thành phó tổng thống tới thượng nghị, nói chung là tất tần tật ngờ tham u trời ơi. Nó lòi ra hết, nó lột ra giống như kiểu như mà lột bánh chưng mà đưa ra mà dân ăn đi dồn, không còn gì phải nói cả, quá tệ hại. Mà tao chỉ nói nhấn mạnh không là tao nói là đó là cái hậu quả của cái sự cuồng diễn vậy, cuồng đạo vậy, mà cuồng trung cũng vậy, cuồng trung đến mức độ hình như điên điên dại dại luôn rồi, quái đản. Còn có nhiều thằng thề thốt nữa, tao sẽ nếu mà đủ trung mà đủ ai xong tao sẽ xách con nhỏ nào không biết ở Việt Nam hay ở bên Mỹ tao cũng không rành, nó còn nói nó thề mà đủ má nó sẽ ngồi lột quần lột áo nó cho thiên hạ coi nữa mà. Rồi có một thằng đó là đòi quỷ luôn cái kênh gì YouTube mà kiếm tiền của nó, cái thằng 360 độ vậy đó, nhiều lắm, nhiều thằng lắm, đủ có thằng nào rồi thì cắt giái thằng này đủ với tùng đung, nói chung là đủ tao yêu cầu thực hiện đi, xong rồi gõ mỏ rồi gõ chuông rồi đó, làm đi. Tao thấy một cái sự cuồng dại, cuồng không hiểu một cái gì cả, ít nhất anh cuồng anh còn phải có cái đầu, anh có cái lý trí, anh suy xét nên hoặc là không nên, đáng hay là không đáng, mà nó có chuyện vô lý. Nếu tao là không nói làm gì, tao ở nước Mỹ tổng thống của tao cuồng cái chuyện hoặc là không cuồng chuyện của tao. Ấy đủ mà cái thằng ở Việt Nam nó có dính líu gì tới Mỹ đâu. Không có quốc tịch Mỹ, không có passport Mỹ, đang sống tại Việt Nam, xa nửa vòng trái đất, đủ mà cũng cuồng. Nói rõ ràng không? Mà thấy mấy này nó điên điên khùng khùng hay sao mày? Nó cuồng theo phong trào á. Nó cuồng phong trào á. Tại sao mà không yêu nước theo phong trào đi? Mà sẽ cuồng theo phong trào là sao? Ôi trời ơi, tình sở, tình sử của... tình sử của nước Mỹ này thì chán lắm, nói tới mai cũng chưa hết chuyện nữa. Thôi anh chỉ nói vậy thôi cho mày cho hiểu, cho nó giúp vui cho trong cái diễn đàn của mày. Ok, dạ, anh xuống nha. Rồi, okay, cảm ơn anh. Dạ, rồi. Cảm ơn anh nhiều. Dạ, chúc anh nhiều sức khỏe. Dạ rồi.